Izama là một người có đôi mắt có thể nhìn thấy tuổi thọ của người khác. Trên một chiếc xe buýt, anh nhìn thấy bàn tay của người đàn ông trở nên trong suốt. Điều này có nghĩa là rất nhanh anh ta sẽ chết. Nhưng lúc đó, anh không hiểu điều này có nghĩa là gì. Mấy ngày trước, anh không cẩn thận va phải một người. Cơ thể của người này cũng có một phần trong suốt. Anh tò mò muốn biết rốt cuộc là tại sao nên đã đi theo anh ta. Nhưng vừa đi đến một ngã tư, anh ta đã bị xe đâm và chết ngay tại chỗ. Hình như anh đã hiểu ra gì đó. Bản thân có một đôi mắt siêu năng lực có thể nhìn được vận mệnh của người khác. Kizama là một thợ sửa xe ô tô. Hồi nhỏ anh trải qua một tai nạn máy bay, bố mẹ anh cũng mất trong tai nạn đó, nhưng anh đã sống sót như một kỳ tích. Vốn anh định cứu một cô bé, nhưng lại có sự cố xảy ra. Chuyện này đã gây đả kích lớn trong lòng anh, khiến tính cách anh trở nên cô độc và không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Anh chỉ mong dành tất cả thời gian vào công việc. Cũng vì thái độ làm việc nghiêm túc của anh, ông chủ quyết định giao chi nhánh cho anh quản lý. Điều này đã khiến dù đàn anh của Kizama vô cùng bất mãn. Kizama bị đẩy ngã móc điện thoại ra xem, điện thoại vỡ rồi. Từ nhỏ anh đã mắc bệnh khó lựa chọn, nhìn chỗ điện thoại màu mè khiến Kizama không biết làm sao. Vào lúc này, anh đã gặp Kizu, một nhân viên trong tiệm. Kizu không những xinh đẹp còn lương thiện. Khi Kizama đưa điện thoại cho cô, tình cờ phát hiện tay của cô cũng trở bên trong suốt. Kizama hoảng sợ chạy ra ngoài, nghĩ lại vụ tai nạn hôm đó. Sau đó lại nhìn Kizu hiền lành trong tiệm. Kizama lấy hết dũng khí muốn sau khi Kizu cho anh xin 30 phút. Anh có chuyện quan trọng muốn nói. Trong quán cà phê, Kizama kinh ngạc phát hiện tay của Kizu đã trở lại bình thường. Điều này khiến anh vô cùng vui mừng. Xem ra hành động của anh đã thành công thay đổi cuộc đời của Kizu. Nhưng anh không hề nói mọi việc mình nhìn thấy cho Kizu biết, chỉ nói rằng có lẽ bản thân đã cứu tính mạng của một ai đó. Nhưng anh vừa ra ngoài thì cảm thấy tim vô cùng khó chịu. Anh cũng không để ý. Hôm sau, Kizu đã tìm đến chỗ anh. Cô lấy ra một tờ báo. Trên đường cô về nhà có xảy ra một vụ nổ. Thời gian nổ vừa đúng là thời gian mà ngày nào cô cũng đi qua. Chính là vì lời mời tối qua của Kizama khiến Kizama đã thoát khỏi tay tử thần. Cô vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của Kizama. Kizama cũng có chút ngại ngùng. Tôi đó chỉ là cố ý làm quen với cô thôi. Trùng hợp thôi, đừng xem là thật. Chưa qua bao lâu, trong tiệm đã xảy ra một chuyện không vui cho lắm. Jun thường hay lái xe xịn của khách đi cưa gái. Sau khi ông chủ phát hiện thì đuổi việc cậu ta luôn. Trong lòng Jun không đã, hậm hực quay người bỏ đi. Nhưng lúc này, tay của ông chủ cũng trở nên trong suốt. Kizama thấy sự việc không ổn, cố ý đi theo ông chủ. Chưa qua bao lâu, Kizama phát hiện đầu của ông chủ cũng biến trong suốt. Điều này chứng tỏ nguy hiểm đang đến gần. Anh càng trở nên cẩn thận hơn. Quả nhiên, Jun xông đến báo thù. Kizama quay người mới tránh được một đòn. May thay tay của ông chủ đã trở lại bình thường. Nhưng tim của Kizama lại lên cơn đau lần nữa. Khi anh tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói với anh tạm thời không có bệnh gì, có lẽ chỉ là do quá áp lực thôi. Nhưng anh lại nhìn thấy tay của một em bé biến trong suốt. Đang định đi xem sao thì bị bác sĩ ngăn lại. Đừng làm bừa, cậu nhìn thấy con bé trong suốt đúng không? Hóa ra bác sĩ cũng có siêu năng lực này. Những người đến gần người chết đều có cơ hội sở hữu con mắt của Fortuna. Trong thần thoại cổ Hy Lạp, Fortuna là nữ thần vận mệnh. Họ có được con mắt của người, nhìn thấy được tương lai của người khác. Nhưng tuyệt đối đừng thử thay đổi vận mệnh của người khác, nếu không sẽ phải trả một cái giá đắt. Hơn nữa, nếu thay đổi vận mệnh của người khác, cậu có thể chịu trách nhiệm với tương lai của họ không? Câu nói này bỗng chốc đã đánh thức Kizama. Anh lấy hết dũng khí đến tìm Kizu và tỏ tình với cô. Không ngờ Kizu lại nhanh chóng đồng ý. Sự xuất hiện của Kizu đã hoàn toàn thay đổi Kizama. Anh trở nên hoạt bát, tiệc dưới nến, bãi biển lãng mạn. Anh còn xin ông chủ cho Jun quay về làm việc. Từ đó hai người trở thành anh em tốt. Dường như mọi thứ đều tiến triển theo chiều hướng tốt. Kizama lén mua nhẫn định cầu hôn Kizu. Nhưng vừa ra ngoài, tim anh lại lên cơn đau. Ở bệnh viện, bác sĩ nói với anh đây chính là cái giá. Cứu sinh mệnh của người khác sẽ khiến bản thân đến gần cái chết hơn. Động mạch vàng của anh đã trở nên hẹp hơn. Tim và não đều bị tổn thương mà mắt thường không nhìn thấy được. Đồng thời tốt bụng nhắc nhở anh, nếu cái chết xảy ra trên người mình, sẽ không có cách nào nhìn thấy bản thân trở nên trong suốt. Kizama quyết định không nhúng tay vào vận mệnh của người khác nữa, chỉ muốn sống hạnh phúc vui vẻ qua ngày bên Kizu. Một ngày có một cậu ấm nhà giàu đến lấy xe. Kizama phát hiện tay của cậu ta cũng trong suốt. Anh bắt đầu do dự, trong đầu hiện lên bóng dáng của Kizu. Bởi vì do liên quan đến cậu ta, giờ Kizu đang bị làm khó. Cuối cùng Kizama vẫn đưa chìa khóa cho cậu ta. Cậu ta đã chết do một vụ tai nạn xe. Kizama vô cùng tự trách, hối hận bản thân lúc đó đã không ngăn cản. Điều này khiến anh nghĩ đến cô gái mà anh không thể cứu được trong vụ tai nạn máy bay năm đó. Anh không hề muốn có siêu năng lực không có chỗ sử dụng này. Nhưng trên đường đi làm, anh phát hiện trên xe có rất nhiều người đều trở nên trong suốt. Cũng có nghĩa là sẽ có một vụ tai nạn lớn xảy ra. Anh tuyệt vọng nhìn hai bàn tay mình. Lúc này, anh nhìn thấy những em nhỏ trong công viên cũng trở nên trong suốt. Điều này khiến anh không dám tin vào mắt mình. Giáo viên cho rằng tâm thần anh có vấn đề nên vội vàng đưa đám trẻ rời đi. Anh lại nhặt một tờ rơi trên đất lên xem. Mấy ngày nữa có một hoạt động tu sửa đường sắt trên quy mô hơn. Khi anh đến bến tàu, quả nhiên ở đây rất nhiều người đều trở nên trong suốt. Nhìn thời gian trên tờ rơi, 7:30, đây chính là thời gian chuyến xe mỗi sáng Kizu đi làm. Anh vội vàng đến nhà của Kizu, tay của Kizu đã trở nên trong suốt. Anh thầm hạ quyết tâm, bất luận tương lai thế nào, anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Tối đến, đột nhiên Kizu bật khóc. Kizama muốn đưa Kizu đi du lịch để vượt qua vụ tai nạn kia. Có thể nhìn ra Kizu không hề thấy vui, nhưng cô vẫn đồng ý. Anh lại gọi điện thoại cho trường mầm non, mong họ có thể hủy hoạt động này. Nhưng làm sao người ta nghe theo lời anh được chứ? Kizama lại lần nữa đến bệnh viện, có phải tay tôi cũng trở nên trong suốt rồi không? Bác sĩ đã từ chối trả lời và nói với anh, dù cho cậu có đánh cược cả tính mạng mình đi cứu người khác, cũng sẽ không có ai chú ý đến cậu, sẽ không có ai tung hô cậu đâu. Hơn nữa, chỉ cần cậu cứu thêm một người nào nữa, cậu chắc chắn chỉ có con đường chết.
tôi hy vọng ít nhất năng lực này có thể cứu một số sinh mệnh quý giá. Dù cho là vậy, chỉ cần bảo vệ được người quan trọng là có ý nghĩa rồi, đúng không? Kiyama biết rằng bản thân khó qua khỏi ải này, bắt đầu tạm biệt từng người. Anh giao chuyện quản lý chi nhánh cho Jun, mua chút quà đến thăm ông chủ, cuối cùng lại viết một bức thư cho Kizu. Nhưng hôm sau, Kiyama nhận được tin nhắn của Kizu, bởi vì đồng nghiệp thay Kako bị ốm vậy nên không đi được. Nhìn thấy thế, Kiyama chạy như bay đến nơi, cuối cùng cũng đến được bến tàu. Nhưng tiếc thay, chỉ thiếu một bước Kizu đã lên tàu. Hai người cứ nhìn nhau như thế, mà lần gặp nhau này có thể là lần cuối cùng trong đời. Anh không cam tâm, chạy ra khỏi bến tàu bắt xe, đi về hướng bến cuối của chuyến tàu. May thay, lúc anh đến nơi, con tàu vẫn chưa về bến. Anh nhìn xung quanh bốn phía, những người công nhân đang làm việc xung quanh cũng trở nên trong suốt. Điều này khiến anh lập tức phát hiện ra vấn đề cốt lõi. Anh lấy phao tín hiệu ra, không nói một lời nhảy xuống đường sắt, muốn dùng chính bản thân mình để ép tàu dừng lại. Tài xế lái tàu thấy trên đường có người lập tức giẫm phanh. Do con tàu vào bến gây ra sự rung chuyển, cộng với cần cầu đang làm việc bên cạnh, khiến đường tàu sẽ xảy ra sạt lở và sụt lún. Cần cầu cũng theo đó mà đổ xuống đường tàu. Nếu không phanh xe kịp thời sẽ có một tai nạn lớn xảy ra. Sau khi Kiyama cứu mọi người trên xe xong, bản thân anh cũng quỳ trên đất không động đậy. Kizu vội vàng chạy đến bên cạnh Kiyama, nhưng lúc này tim anh đã ngừng đập. Sau khi tổ chức tang lễ cho Kiyama xong, Kizu một chuyện trước đây, hóa ra cô gái mà Kiyama muốn cứu trong vụ tai nạn máy bay là Kizu. Đồng thời về sau Kiyama đã cứu được cô ra ngoài, chỉ là sau đó hai người đều ngất đi, Kiyama cũng đã quên mất ký ức đó. Thực ra Kizu vẫn luôn tìm kiếm tung tích của anh, cũng bắt đầu từ ngày đó, Kizu đã sở hữu con mắt của Fortuna. Khi cô nhìn thấy cánh tay của anh trở nên trong suốt, cô đã đoán được Kiyama muốn cứu sống cô một lần nữa. Cô mong Kiyama có thể sống thật tốt, vậy nên cô mới bất chấp lên chuyến xe đó. Chỉ là không ngờ cuối cùng Kiyama vẫn hy sinh bản thân để cứu mọi người. Kết phim, Kizu đọc được bức thư Kiyama viết cho mình. Bất luận vận mệnh có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng đều đưa ra quyết định như vậy. Chỉ có thể nói ông trời cho bạn một đôi mắt nhìn thấy vận mệnh của người khác, nhưng lại không cho bạn một cơ thể để đi cứu họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.